Xin chào anh em nhé. Hôm nay nhân dịp cái kênh mình được 9999 lượt sub thì mình sẽ tặng cho anh em một cái preset. Một cái preset màu chất mình rất là thích từ trước đến giờ. Chia sẻ với các anh em làm YouTube như thế này, cái thời gian đầu thì nó cũng rất là khó khăn. Khó này, về từ những cái ý tưởng, những cái clip đầu tiên mà chúng ta mà làm được cái clip ra thì rất là khó. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta có được ý tưởng rồi thì làm thế nào mà để anh em xem được ấy, thì nó lại càng khó hơn. Ok, cảm ơn mọi người. Preset màu, thật ra thì mình cũng không biết gọi nó là màu gì đâu, nhưng mà mình thấy nó rất là đẹp, mình rất là thích. Thì mình sẽ tặng cho anh em một cái preset nhân dịp kênh của mình đạt 9999 người sub. Và cảm ơn tất cả anh em thời gian qua đã ủng hộ mình trong suốt những cái thời gian vừa rồi. Đây, ở đây thì hôm trước mình có update preset cho các anh em rồi. Và hôm nay thì mình xin tặng cho anh em một cái preset. Preset này mình cũng rất là thích và rất là ưng. Bởi vì là khi mà chúng ta chụp một tấm hình bình thường, đây là tấm hình gốc, còn đây là tấm hình mình kéo màu, thì ở đây cái yếu tố màu mình thích đó là cái màu cyan, nó không còn bị rực rỡ như cái màu cyan gốc nữa. Và mình thích cái màu da nó chuyển sang màu tông màu cam, và mình sẽ làm bật tất cả những cái màu vàng ở đây lên để cho tấm hình nó nổi bật hơn. Rồi mình sẽ review qua một chút xíu về cái preset này cho anh em nhé. Cả bên, nói chung là tấm hình này mình thích cái, ok, mình sẽ review qua một chút xíu về cái preset này. Thì thực ra thì cái preset này nó cũng rất là đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Ở đây thì mình để cái profile là standard, nói chuẩn tiếng Anh là standard, mình hơi ngu tiếng Anh cho nên là ok, thì mình không cần quản bàn gì nó cả. Mình sẽ reset về camera review. Thì bên này before và after thì mình sẽ di chuyển nó về bên này. Thì anh em có thể nhìn thấy là thật ra nếu mà tấm hình mà bình thường như này thì chúng ta để trong sáng bình thường thì nó cũng rất là bình thường, nó chẳng có gì là đặc biệt cả, đúng không anh em? Nhưng mà tấm hình này mình thích nó có gì tí dị dị một tí. Tấm hình này nếu mà chúng ta để bình thường thì nó cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Nhưng mà tấm hình này mình muốn cái màu nó khác biệt đi một tí và màu xanh nó dị. Thì ở cái kênh solution, cái kênh HSL Assessment này mình trừ hết màu xanh đi, anh em có thể nhìn thấy. Và cái kênh Huê này mình cộng một xíu vào thôi. Đó. Và mình muốn cái tấm hình này nó hơi hơi sần sần noi noi một xíu. Thật sần sần noi noi thì anh em cộng vào bên cái phần grain này cho mình nha. Đấy, cái phần grain này thì mình đa số là mình rất là hay dùng cái grain này. Mình chia sẻ với anh em một cái rất là nhỏ và rất là cái basic, rất là cơ bản thôi. Cái grain này thì có khi là em để size nó lớn lên một xíu để cho cái tấm hình nó dạng màu phim. Còn nếu như mà chúng ta mà không muốn nó sần quá nhiều thì anh em nhỏ đi. Và chúng ta sẽ cho cái grain nó nhỏ lại một chút. Thì bình thường, không thường em để khoảng 25 thôi, để cho tấm hình nó không bị lôi quá nhiều. Và cái phần calibration thì anh em để thông số như mình nha. Mình thích cái màu da nó bị vàng cam, chứ mình không có thích nó bị hồng hồng như bên này. Chân của bạn mẫu này cũng rất là đẹp, rất là ok. Nhưng mà mình thì mình lại không thích cái chân nó hồng như vậy. Mình thích nó vàng, nó dị dị một chút xíu. Nhiệt màu ở đây mình để khá là cao. Nhiệt màu mặc định mình để là 5001, nhưng mà khi mà mình kéo lên thì khoảng 7500. Mình thích cái màu nó vàng cam như vậy. Rồi, ở preset thì mình sẽ chia sẻ cho anh em ở cái clip sau nhá. Mình sẽ chia sẻ cho anh em cái clip ở dưới cái video này. Anh em hy vọng là sắp thời gian tới thì anh em sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nhá. Rồi, xin chào mọi người, chúc anh em buổi tối vui vẻ và nhớ sắp kênh ủng hộ cho mình nhá.